Sau chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, Donald Trump đã trở thành một người có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Đằng sau chiến dịch truyền thông thành công của Trump, có sự hỗ trợ đắc lực của giới công nghệ. Chúng ta hãy cùng Tony xin chào, tìm hiểu Silicon Valley đã giúp Trump thắng cử thế nào nhé. Chiến dịch tranh cử của Trump, truyền thông mạng xã hội mạnh mẽ. Nhưng không chỉ có vậy, điều quan trọng chúng ta phải công nhận, không phải cứ có công nghệ là giành chiến thắng. Đúng là Donald Trump đã giành được chức tổng thống. Tuy nhiên, ông đã không một mình giành được đa số phiếu tại Thượng viện Hoa Kỳ hoặc Hạ viện. Thay vào đó, Trump đã dựa vào đại cử tri đoàn để ấn định chiến thắng của mình. Một ví dụ cho việc sử dụng công nghệ nhưng không thành công chính là Bernie Sanders. Chiến dịch của ông đã tạo ra nền tảng phát thanh và kênh thông tin. Nó giúp Sanders phổ biến các thông điệp của mình. Hơn thế là tuyên bố một cuộc chiến thực sự đến các đảng khác. Chiến dịch cũng sử dụng một công nghệ truyền thông khởi nghiệp là Hustle. Nó giúp cho sự kết nối giữa ông với người theo dõi qua Facebook. Tuy nhiên, dù đi theo hướng công nghệ, nhưng Bernie Sanders vẫn thất bại. Chiến lược truyền thông của Trump, yếu tố mấu chốt dẫn đến thành công. Chiến lược truyền thông của Trump gây chú ý lớn của giới truyền thông bằng các hành vi gây sốc, sử dụng social media để kiểm soát thông tin và dùng truyền thông chính thống, tức báo chí, để thông điệp lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hiểu chu kỳ tin tức 24 giờ chúng ta đang sống. Ông còn khai thác cả nhu cầu nhấp chuột trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Sự bày tỏ ý kiến thẳng thắn, không vòng vo của Trump giúp đánh thức những người ủng hộ ông ấy. Ngoài ra, nó còn khiến những người ủng hộ nhận thức về nhau rõ hơn. Nó tạo ra các cộng đồng trực tuyến ủng hộ cho sự nghiệp của Trump. Các kênh truyền thông truyền thống vẫn không thể theo kịp vị tổng thống mới chưa từng có trong lịch sử này. Donald Trump đã khai thác mạnh mẽ và triệt để kênh truyền thông xã hội. Các chiến lược gia của Trump đã dùng các kênh truyền thông mạng xã hội để giành được độ phủ sóng tích cực cho Trump. Trong khi đó, các kênh chính thống không cho phép việc này. Ông đăng tải tên các kênh mạng xã hội các quan điểm đối lập, các ý kiến riêng của mình. Chiến lược này không chỉ thông minh mà còn dựa trên nền tảng công nghệ khéo léo, hiện đại. Trump đã ứng dụng công nghệ như thế nào? Jared Kushner là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là người chạy chiến dịch truyền thông chính. Eric Schmidt của Google, người đã giúp đỡ chiến dịch của Clinton, đã nói: "Cơn sốt Jared Kushner là bất ngờ lớn nhất của cuộc bầu cử năm 2016. Tôi chỉ có thể nói, anh ấy thực sự đã thực hiện chiến dịch mà không tốn kém gì." Jared Kushner tận dụng các mối quan hệ với Silicon Valley để chạy các chiến dịch marketing hiệu quả cho Trump. Với ngân sách ít bất ngờ, chỉ bằng 1/2 của Clinton, Jared đã sử dụng Cambridge Analytica để thiết lập bản đồ vấn đề chính trị mà cử tri các bang quan tâm. Sau đó, ông sử dụng Deep Root để chạy quảng cáo TV. Công cụ này cho phép quảng bá cho các đề xuất chính sách của Trump. Chỉ khi họ xác định được nó sẽ có tác động đến kết quả bầu cử, không cần nhiều người hỗ trợ, không quá tốn kém, không có cơ cấu tổ chức, nhưng họ đã thắng. Jared Kushner đã điều hành chiến dịch quá tốt. Công nghệ trong quy trình vận động tranh cử. Nhìn sang chiến dịch của Clinton, đây cũng là chiến dịch thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ. Clinton được sự hậu thuẫn của Eric Schmidt, Google, thông qua công ty mà họ có cổ phần Civit. Dự án Groundwork của Smith cho phép Clinton tìm, cân nhắc và xác định các khối cử tri quan trọng. Nó được mô tả là thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và chính trị, đặc biệt là cho phép các chính trị gia và nhân viên của họ hiểu những gì đang diễn ra trong các chiến dịch. The Groundwork dường như là một sản phẩm phần mềm dịch vụ chính trị. Nó kết hợp phân tích, quản lý dữ liệu, quản lý tác vụ và các nhiệm vụ khác. Trump và Kushner đã thắng. Nguyên nhân chiến thắng có lẽ là do Hillary đã không tận dụng tốt các lợi thế về công nghệ. Còn team của Kushner thì giống như một startup điển hình, gọn nhẹ, thiện chiến và quyết liệt. Chiến lược truyền thông của Trump dựa trên ảnh hưởng và thương hiệu cá nhân của ông. Những thông điệp dân túy của Trump và khả năng thúc đẩy những người ủng hộ trực tuyến có tiếng nói cao đã tạo ra chiến thắng. Kho dữ liệu của Kushner lớn gấp đôi so với Obama năm 2012 và có tính cạnh tranh cao. Như vậy, tất cả những yếu tố trên có thể là nguyên nhân chủ chốt nhất tạo ra chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dựa vào các con số thống kê cũng là điều đáng học hỏi với các công ty startup kinh doanh. Đừng quên like và theo dõi kênh Tony Xin Chào để được cập nhật các bài học truyền cảm hứng cũng kinh nghiệm sống, kinh doanh và khởi nghiệp từ các doanh nhân nổi tiếng bạn nhé.